Con trai vừa bị tai nạn mất, người em trai liền dẫn con trai sang xin tiền. Bác à, hôm nay cháu đến là có việc muốn thương lượng với bác, hay là bác đưa cho cháu 270 triệu tiền bồi thường tai nạn của anh Đường cho cháu đi, sau này cháu sẽ có trách nhiệm nuôi bác về già. Không ngờ là anh Đường mới có 30 tuổi đã xảy ra sự cố rồi không qua khỏi. Bác à, bác nhất định phải giữ gìn sức khỏe, đừng có đau buồn quá. Tiểu Vĩ, mày không cần giả bộ, con trai tao mới mất có mấy ngày mà mày đã nhớ đến số tiền bồi thường của nó à, làm người đừng nên không có lương tâm như vậy. Bác à, cháu không có ý gì khác, chỉ là muốn nghĩ cho bác thôi. Bác gái 2 năm trước cũng qua đời rồi, bây giờ đến anh Đường cũng không còn nữa, bây giờ chỉ còn bác thân một mình cháu, thực sự rất lo cho bác. Nhà chúng cháu có cháu và em trai cháu, giờ bác cô đơn một mình, sau này để cháu chăm lo cho bác đến cuối đời đi. Đúng đấy anh cả, anh xem giờ anh cũng không còn con cái, vừa hay em lại có 2 thằng con trai, thì để Tiểu Vĩ chăm sóc tuổi già cho anh đi, anh cũng có cho nương tựa. Vấn đề chăm sóc tuổi già cũng không cần nhà chú phải bận tâm. Mặc dù con trai tôi không còn nữa nhưng tôi vẫn còn con gái, về già nó sẽ chăm sóc cho tôi. Lời nhà chú nói là lời của con người à? Con trai tôi mới mất được mấy ngày mà các người lại chăm chăm vào tiền bồi thường. Trong mắt các người tình thân là như thế nào vậy? Mời các người lập tức cút khỏi đây, tôi không muốn nghe thấy tiếng của các người nữa, càng không muốn nhìn thấy mặt của các người. Anh cả, anh cũng đâu có già mà sao lại hồ đồ đến vậy? Con gái anh đã gả cho người ta rồi, bây giờ chỉ có nhà em mới là người thân thôi. Anh không nên để số tiền bồi thường kia rơi vào tay người ngoài được. Bố cháu nói không sai, con gái bác đã gả đi rồi, tuyệt đối đừng đưa tiền cho chị ấy. Bác đưa cháu 270 triệu kia đi, về sau cháu sẽ chính là con của bác, cháu chắc chắn sẽ hiếu thuận với bác. Mày là cái tên khốn dám bất kính với trưởng bối, có phải là mày thấy ai có tiền thì đều có thể làm cha mày hết? Chuyện của nhà tôi không cần các người phải bận tâm, các người lo tốt chuyện của các người đi. Tôi nói cho các người biết, mặc dù con gái tôi đã gả đi rồi nhưng nó mãi mãi là con gái của tôi, số tiền này có đưa thì tôi cũng sẽ đưa cho con gái tôi. Các người cũng đừng có nghĩ một xu cũng không đưa cho các người. Anh trai à, cũng đã nói với anh nửa ngày rồi, tại sao anh vẫn không chịu thay đổi vậy? Lẽ nào anh định làm trái với quy tắc của tổ tông để lại à? Làm gì có đạo lý con gái được thừa kế tài sản. Bây giờ anh một thân một mình, em thực sự không lỡ lòng nào mới chịu đau xót để con trai em cho làm con thừa tự. Anh phải hiểu cho tâm ý của em chứ. Em khuyên anh nên suy nghĩ kỹ lại, đừng đợi về sau già rồi mới đến cầu xin em, lúc đó em cũng không lo cho anh được nữa đâu. Mày nói cái kiểu gì vậy hả? Dẫu sao tao cũng là anh trai mày, hơn nữa bây giờ tao sống rất tốt, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Các người không phải là muốn tiền bồi thường của con trai tôi à? Tôi đã nói rồi, số tiền đó tôi sẽ để lại cho con gái tôi, các người đừng có suy nghĩ đến nữa. Bác cả à, tuy rằng sức khỏe bác bây giờ vẫn rất tốt nhưng mà độ tuổi này lúc nào cũng có thể đổ bệnh, lúc bệnh tật thì cũng cần có người chăm sóc. Bác cũng cần phải suy nghĩ cho sau này nữa chứ, không bao lâu nữa cháu cũng sắp kết hôn rồi. Bác coi cháu như con trai, chẳng bao lâu nữa bác cũng sẽ có con dâu, lại thêm một người nữa chăm sóc cho bác, cứ làm sao mà bác không muốn làm chứ. Đứa con gái của bác là chị Đường của cháu, chị ấy cũng đã lấy chồng rồi. Cho dù chị ấy có muốn chăm sóc bác về già, nhà chồng chị ấy cũng sẽ ý kiến này nọ thôi. Những việc đó bác đã suy nghĩ qua chưa? Cuối cùng thì ai mới đáng để dựa dẫm trong lòng bác có lẽ cũng đã biết rõ. Bác đã không nơi nương tựa rồi, cũng nên bắt lấy cơ hội này. Con gái tôi đối xử tốt với tôi như vậy, con bé nhất định sẽ chăm sóc tôi về già. Cho dù sau này tôi không còn nữa thì cũng không có liên quan gì đến các người. Bác cả à, nói với bác nhiều như vậy bác vẫn chưa nghĩ thông suốt à? Chúng cháu cho bác thêm mấy ngày nữa để suy nghĩ lại, không thì sau này bác có hối hận cũng không có tác dụng gì nữa đâu. Hai cha con nói một tràng những lời vô sỉ xong thì rời đi, nhưng mà bộ dạng của họ chắc chắn là sẽ không chịu để yên rồi. Thế là bác cả liền gọi điện cho con gái của ông. Bố à, một tháng trước anh trai vẫn còn gọi video nói chuyện với con, sao bỗng nhiên lại thành ra như vậy rồi? Hai ngày sau, Tĩnh Tĩnh cuối cùng con cũng trở về rồi. Bố sắp suy sụp rồi. Bố, nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy sao bố không nói cho con biết sớm hơn? Bây giờ con cũng không nhìn được mặt anh con lần cuối, trong lòng con vô cùng thống khổ. Từ nhỏ đến lớn anh trai luôn yêu thương con hết mực, sao anh nói ra đi là ra đi luôn rồi? Ông trời đối xử với ta quá tàn nhẫn mà, đầu tiên mang mẹ con đi, bây giờ lại mang anh trai con đi, ta trở thành người đầu bạc tiễn người tóc xanh mà. Bố à, bố cũng đừng có đau buồn quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố chỉ cần chăm sóc tốt cho sức khỏe là được. Việc ở trong nhà con sẽ xử lý, bố yên tâm đi. Bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là con. Nhà chú con lại đến gây phiền phức, con cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ta sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi. Giữa bọn họ có phải là có hiểu lầm gì không ạ? Trước đây con thấy chúng ta chung sống với họ cũng rất tốt mà, tại sao bây giờ lại ầm ĩ thành ra thế này rồi?
ta luôn coi họ là người thân của mình, cũng cảm thấy chúng ta sống với nhau rất tốt, nhưng thật không ngờ anh trai con vừa mới mất, họ lại nổi lên lòng xấu xa. Mục đích họ đến tìm bố là muốn bố đưa số tiền được bồi thường cho họ, sau đó em đường của con sẽ kế tự làm con trai của ta. Thế mà bọn họ lại nghĩ ra được việc như vậy. Vậy bố ứng phó với họ như thế nào ạ? Bố nhất quyết từ chối bọn họ, bố cũng không phải là không có con gái. Bố muốn đưa số tiền đó cho con cũng là đứa con ngoan nghe lời, hiểu chuyện. Mục đích của bọn họ không có đạt được chắc chắn sẽ đến để tìm con phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Con biết rồi ạ, bố à, bố yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho con xử lý. Con tuyệt đối đừng xem thường bọn họ, họ trong lòng rất tâm địa, bây giờ con còn mang thai, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì. Bố à, bố không cần phải lo lắng, con sẽ xử lý ổn thỏa. Hai cha con đang nói chuyện thì người chú và con trai của ông ta lại tìm đến nhà. Anh cả à, đã 2 ngày trôi qua anh suy nghĩ thế nào rồi? Tĩnh Tĩnh cháu thay chú khuyên bố cháu đi, dù sao cháu cũng đã gả đi rồi cho dù có muốn chăm sóc ông ấy thì nhà chồng cháu cũng sẽ không đồng ý. Chú tin cháu cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bố cháu không có nơi nương tựa. Sau này cũng sẽ có con trai ta chăm sóc cho ông ấy, cháu cũng không cần quay lại nhà này nữa đâu. Chú có còn phải người nữa không? Bố cháu bây giờ sức khỏe vẫn rất tốt, chú lại đi nghĩ đến việc bố cháu 100 tuổi về sau. Lương tâm của bọn chú bị chó tha rồi à? Chú đừng quên bố cháu vẫn còn đứa con gái là cháu. Chuyện của nhà cháu cũng không đến lượt nhà chú phải bận tâm. Mời chú nhanh chóng đi ra khỏi nhà cháu. Mày ăn nói cái kiểu gì vậy? Tốt xấu gì tao cũng là chú của mày, đừng cho rằng lấy chồng rồi thì có thể không tôn trọng trưởng bối. Nhanh đi khuyên bố mày đi, đừng để tao phải giục nữa. Bây giờ thân phận của mày cũng đã là người ngoài rồi, không có tư cách gì để thừa kế tài sản cả. Tốt nhất mày nên thay chúng ta khuyên ông ấy đi, không thì nhanh chóng cút về nhà mẹ chồng mày đi. Chú à, làm người không nên vong ơn bội nghĩa. Khi xưa chú đổ bệnh cần phải làm phẫu thuật, là ai cho chú tiền để làm phẫu thuật, lại quên nhanh như vậy sao? Lúc chú làm phẫu thuật, hai đứa con trai của chú đều nói không có tiền, là bố cháu vay đông mượn tây mới góp đủ 202 triệu đưa chú điều trị bệnh. Nếu như không có bố cháu chú còn có cơ hội đứng đây nói chuyện sao, ngay đến cả căn nhà chú đang ở cũng là bố cháu tích góp nhịn ăn nhịn mặc mới góp được. Chú không phải cái gì cũng đều quên chứ, có thể nói là nhà mà chú đang ở cũng là nhà của cháu. Anh cháu xảy ra tai nạn, nhà chú lại có ý đồ đến để lấy số tiền bồi thường của anh ấy, thật là không biết xấu hổ. Bố của mày là anh trai ruột của tao, bây giờ con trai tôi muốn kết hôn thì ông ấy cũng nên giúp đỡ chúng tôi một tay. Người ngoài như cô cái gì cũng không biết thì đừng ở đây nói những lời châm chọc, mau chóng ở đâu thì về chỗ đó cho tôi đi, sau này cũng không cần phải quay trở về nữa. Cô không phải là nói bố cô đối xử với chúng tôi rất tốt sao, vậy bây giờ con trai tôi sắp kết hôn rồi cô bảo ông ấy đưa tiền bồi thường của anh trai cô cho chúng tôi đi. Con trai chú cũng không phải thiếu tay thiếu chân, nó muốn lấy vợ thì có thể tự đi kiếm tiền mua nhà mà. Tôi xem chú là trưởng bối của tôi nên cũng không muốn nói lời khó nghe. Mong ông nhanh chóng đi ra khỏi đây. Chú nó à, đừng nói nữa, các người mau đi đi. Lẽ nào muốn ầm ĩ lên để cho làng xóm người ta chê cười mày mới hài lòng sao? Những năm nay mày nghĩ anh sống tốt lắm hả? Ngày nào lúc trời chưa sáng tao đã đi làm đến tối mới về nhà còn đối xử hết lòng hết dạ với chúng mày. Mày còn nhớ không khi đó em dâu nói là mày không có nhà, chê mày là không có bản lĩnh mới muốn ly hôn với mày. Tao không lỡ lòng nhìn thấy cảnh vợ con mày ly tán mới lấy tiền ra giúp đỡ chúng mày xây lại nhà. Tôi nói những điều này không phải là muốn các người phải báo đáp, tôi chỉ hy vọng các người đừng có vong ơn bội nghĩa. Bây giờ tôi đã mất đi đứa con trai nhưng tôi vẫn còn con gái, sao các người lại có thể đối xử với con bé như vậy, dẫu sao nó vẫn còn gọi mày một tiếng chú. Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, con người cần nhìn về phía trước, đừng có lúc nào cũng nhắc về chuyện đã qua. Tôi để con trai tôi kế tự cho anh, nó cũng sẽ coi anh như cha ruột mà hiếu thuận với anh. Chuyện chăm sóc về già không phải là đã được giải quyết rồi sao? Anh cũng khuyên con gái anh đi, bảo con bé không có việc gì thì cũng đừng có suốt ngày chạy về nhà. Tĩnh Tĩnh cháu mau về đi. Bây giờ cháu ăn không ngồi rồi cũng đừng có can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa, mau về nhà chồng cháu mà hưởng phúc đi. Chú cũng đừng có nghĩ nhiều nữa. Việc chăm sóc tuổi già của bố cháu thì cháu sẽ gánh vác, không cần chú phải bận tâm đến. Các người cần suy nghĩ cho kỹ, nếu như các người không đồng ý, vậy sau này tôi cũng coi như không có anh trai là anh. Tôi cũng không cần có người thân không có lương tâm như các người. Các người cho rằng chúng tôi yêu quý các người à, đừng đề cao bản thân quá. Người chú thấy thái độ kiên quyết của Tĩnh Tĩnh liền đi đến tát cho một bạt tai. Tĩnh Tĩnh ngã xuống dưới đất khiến cho cô sinh non. Chúng mày là đồ không có lương tâm mà, hại cả con gái và cháu tao không giữ được, tao sẽ đi kiện chúng mày. Chúng mày cứ đợi đấy. Anh cả, anh đừng có vu oan cho chúng em nhé. Rõ ràng là con gái anh đứng không vững nên mới bị ngã đâu có liên quan gì đến chúng em.
Sự việc đã như vậy mà mày còn dám nói ra lời như thế, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Các bạn ơi, các bạn có ủng hộ cho người anh cả đi kiện bọn họ không? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nhé!